Thế giới năm 1945, hòa bình đã trở lại với nhiều quốc gia. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít Đức, Nhật đầu hàng đồng minh. Nhưng nhân dân ở các quốc gia châu Phi thuộc địa Pháp vẫn vang tiếng vọng đầy khát khao độc lập, tự do. Phía bên kia bán cầu, một dân tộc thuộc địa Pháp là An Nam. Những phản kháng mạnh mẽ trước thực dân không chỉ đến từ các lực lượng cách mạng yêu nước, mà còn nảy nở ngay trong trái tim mỗi người dân Hà Nội. Chúng tôi nói với nhau một cổ đôi ba chồng, cả Pháp và Nhật. Nhưng mình đã thấy cái con đường bằng cách phản kháng, nhận được truyền đơn, chúng tôi tung vào trong trường. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Chỉ sau đó 3 tuần, tại Sài Gòn, tiếng súng đã nổ. Rồi từ đó chúng tôi trở thành những cái người làm cách mạng. Có độc lập, có tự do rồi, một nửa đất nước đang ở trong hoàn cảnh chiến tranh chưa thể gọi là một cái đất nước hòa bình được. Để có một cái hòa bình bắt đầu, không có nghĩa là hòa bình có thể từ để cho chúng ta được. Ta phải đổ bằng máu xương. Muốn có hòa bình, phải sẵn sàng cho chiến tranh. Đó là thực tế ở thời điểm lúc bấy giờ. Ngày 25 tháng 11 năm 1945, có một chỉ thị mật được phát đi do Trung ương Đảng ban hành về kháng chiến kiến quốc. Trong đó nêu rõ, kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược. Nhưng đất nước Việt Nam ta lúc đó còn non trẻ, cần thời gian để chuẩn bị. Cân nhắc rất kỹ, chính phủ ta xác định chiến thuật ngoại giao hòa hoãn với thực dân Pháp để tránh được một cuộc chiến bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hiệp định Sơ bộ được ký giữa chính phủ ta và Pháp, buộc chính phủ Pháp phải công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia tự do trong khối Liên Hợp Pháp, đồng thời đẩy 20 vạn quân tưởng về nước, có thời gian hòa bình để củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài. Bước đi này của ta được xem là một chiến lược sắc sảo, hòa để tiến. Và ngày 19 tháng 12 năm 1946, khi đã sẵn sàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Giờ cứu quốc đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng. 20 giờ 3 phút ngày 19 tháng 12 năm 1946, hiệu lệnh chiến đấu cho quân dân thủ đô từ nhà máy điện Yên Phụ. Điện tắt. Hôm 19 đó nhau, thì 20 là muốn nó chiếm hết cả các khu. Pháo Đài Láng, Xuân Tảo, Xuân Canh, pháo binh bắn vào các vị trí địch trong thành. Lực lượng bảo vệ quốc dân, công an, tự vệ đồng loạt tiến công theo kế hoạch đã định. Và 2.500 chiến sĩ vệ quốc đoàn cùng 9.000 tự vệ chiến đấu, tự vệ thành Hoàng Diệu với thực dân Pháp. Diễn ra ở nhiều điểm chiến lược như cầu Long Biên, Bắc Bộ Phủ. Không phân biệt trẻ già trai gái mà ai cũng có thể tham gia hết. Là những nhiệm vụ rất phù hợp với khả năng của mình. Chúng tôi thì hoàn toàn bí mật ấy. Cặp của mình cứ nhét chuyển lên này. Chị dặn khi nào chị ăn chuối, xong chị quệt cái vỏ chuối rồi thì mình đi mang cái tờ chuyển đơn mình đến mình ấp vào đấy. Thực ra cái đội liên lạc bây giờ nói hay ma mãnh thì nói biết giao thông hào này đục lỗ sang nhà nhau này dẫn các anh đi được chứ cứ đánh nhau ra Hà Nội thì anh nào anh ở chỗ phố nào biết phố gì không. Chúng tôi lúc bây giờ nói thật ra là không biết sợ là cái gì, rõ ràng đi nó bắn ghê lắm, thế nhưng mình chả sợ gì cả.
Đây không phải là một cuộc chiến đấu ngoài trận địa, mà là một cuộc chiến đấu du kích trong thành phố, dùng lực lượng nhỏ, lẻ để chiến đấu với quân địch đông và mạnh. Đó là người đưa đường, người dẫn đường. Cũng tham gia chiến đấu thì càng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những chiến sĩ chiến đấu ngay tại các cái góc phố, đường phố để chặn đánh tiến công quân Pháp. Quân Pháp sau khi đã xâm chiếm miền Nam xong, ra miền Bắc, mục tiêu cuối cùng của họ là hoàn thành xâm lược, hòa hoãn với họ để chúng ta xây dựng lực lượng. Ngày 6 tháng 1 năm 1947, có một lễ tuyên thệ trong lòng Hà Nội với lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những chiến sĩ đại đội quyết tử của Trung đoàn Thủ đô. Chúng ta thề sống chết bảo vệ thủ đô, chiến sĩ cảm tử sẽ làm nhụt nhuệ khí địch. Cũng có nhiều anh lắm, mà sau này các anh hy sinh hết. Một hình ảnh thể hiện kiên cường, hào hùng. Đấy là những chiến sĩ cảm tử ôm bom ba càng, lao vào xe tăng địch. Và cái hình ảnh đấy đã thôi thúc lên cái tinh thần chiến đấu cho cả quân dân cả nước. Theo tôi đánh giá đấy là nguồn sức mạnh lớn nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói trong thư gửi cho các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô: các em là đại biểu các tinh thần tự tôn, tự lập của dân tộc ta mấy ngàn năm để lại. Này các em gan góc, các tinh thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống muôn đời về sau. Khi việc thành lập Trung đoàn Thủ đô, nó tạo nên cái lực lượng để nhân dân Hà Nội là từ những chiến sĩ tự vệ, dân quân, kìm chân thực dân Pháp ở trong Hà Nội, kéo dài được cái thời gian giam chân địch thành phố, không có điều kiện mà tập trung quân can quét đánh phá ở những nơi khác, tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Chúng ta quân cố tinh, không cố đông, chúng ta chỉ xây lực lượng thường trực khi có nhu cầu. Khi mà chiến tranh nổ ra thì chúng ta đã có một sự chuẩn bị. Mà trước khi nổ ra toàn quốc kháng chiến thì chúng ta đã có cái hội nghị toàn quốc về cách đánh ở đô thị, cho nên mới tiến hành cái cuộc kháng chiến ở trong thành phố tới 2 tháng. Là đây là một chủ trương rất là sáng suốt. Mà cái điều này ấy, nó làm phá vỡ, làm thất bại thêm bước nữa là cái kế hoạch đánh nhanh, giải quyết nhanh của Pháp. Ở thời điểm này, sau những quyết tâm phải làm sao để Việt Nam, viên ngọc thuộc địa, bụt khỏi khối Liên Hiệp Pháp của tướng De Gaulle, dù đã từ chức, thì những đời Tổng thống Pháp kế tiếp vẫn muốn duy trì đường lối phục hồi sự hiện diện thực dân của Pháp ở Đông Dương bằng sức mạnh. Làm sao vừa đánh vừa tích lũy lực lượng để tiến lên đánh thắng kẻ thù, nên buộc chúng ta phải xa rời thủ đô. Chính vì vậy cho nên là khi những chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô rút ra khỏi thủ đô Hà Nội thì vẫn viết trên tường rằng là Hà Nội ơi, sẽ hẹn trở về. Cái anh điên đầu không liên lạc ở ngoài, không biết nào rút quân bằng đường nào. Chúng như gặp cống này chui ra thì không kéo được thương binh, dỡ ra nó lại bị đầu người cống thì chết. Hôm nay tôi đi làm liên lạc, nhà nào có tủ này, mang tất cả những cái úp, nồi yêu quá địa canh mang những úp đường, nó tưởng đấy là mìn, nó cũng không dám đi, chặn nó không cho đấy thì tiến lên nữa đi. Đây, đứng ngay trên cái cầu này, nó đi kiểm tra mạnh quá, dù là giờ rét buốt, mưa dầm gió bấc ấy, đi hàng nghìn người, chúng nó cũng lỏng xoảng như thế, nó hô lên cái gì, mình là người bắn nó trước, nó đuổi theo thì mình đã đi mới được đường nữa. Đến đấy thì là có đồng bào ở ngoài này đã chuẩn bị, như nó mang thuyền, người ta đón về bên này rồi. Từ đấy là chúng tôi đi theo các anh luôn. 60 ngày đến chiến đấu là tạo thời gian quý giá để chúng ta tổng di chuyển được khối lượng vật chất rất lớn, sơ tán con người, là đảm bảo an toàn cho đồng bào, cho trung ương đảng và chính phủ, tạo tiềm lực ban đầu cho cái cuộc kháng chiến, từ lực sản sinh của mình. Ông cha chúng ta luôn luôn tâm niệm một cái điều là làm sao để mà giữ được Thăng Long là cái nơi phi chiến địa, không để cái chuyện binh đao chiến tranh xảy ra ở thủ đô. Cái việc rút ra khỏi thành phố, rút ra khỏi Thăng Long thời nhà Trần đã làm. Cái việc xâm chiếm, cái việc gì thì việc đầu tiên cũng phải nắm lấy người dân. Còn nếu không nắm được người dân thì đấy là một cuộc xâm lược thất bại. Các địa phương họ cũng nhìn vào Hà Nội, họ tiến hành cái cuộc kháng chiến bởi vì họ coi đây là trái tim của nước, làm cái nơi chỉ huy. Giữa thời khắc khốc liệt và cam go, phải có những điều đặc biệt mới giúp làm nên những thay đổi lớn lao. Đó là ý chí mạnh mẽ, rền vang trong từng con phố, nếp nhà, chảy tràn trong tim những người con Hà Nội, hào hoa và lãng mạn.
Chiến tranh không thể làm khó họ bởi họ đã mang trong mình tinh thần Hà Nội hào sảng và tích cực để sẵn sàng đồng hành cùng cả nước trong những trận chiến tiếp theo để giữ được độc lập tự do và giành cho được hòa bình đang chờ đợi ở phía trước. Tại căn cứ địa Việt Bắc, những dòng thơ bài đồng chí của chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô chính hữu lại cất lên. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Trong khi đó, trên thế giới, các đế chế thuộc địa dần tan rã. Người Anh rút khỏi Myanmar, Hà Lan đang rời khỏi Indonesia. Đảng ta lại có một cái chủ trương rất hay, dùng chiến tranh để giành lại hòa bình. Tức là khi mà Pháp biết toàn bộ cái trung ương, các cơ quan trung ương, đảng, nhà nước, quân đội, mặt trận là tập trung ở chiến khu Việt Bắc, họ đã tổ chức một cuộc hành quân, hành binh rất lớn, đánh lên Việt Bắc vào thu đông năm 1947. Nhằm chụp bắt chính phủ Hồ Chí Minh, đánh quỵ chủ lực của Việt Minh, phá cơ sở kháng chiến, chặn cắt cái nối liên lạc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào và dân quân, quân đội chủ động tấn công, phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp. Mà lúc ấy có thể nói là mọi người dân trong cái động cơ đi chiến đấu là vì muốn giải phóng cho mình, muốn giải phóng cho nhân dân, muốn giải phóng gia đình mình. Cái không khí đi bộ đội nó hăng lắm. Tôi như thế phải 9 lần tuyển quân tôi mới được. Cuộc tiến công chiến lược lên căn cứ địa Việt Bắc được đánh giá là cuộc tiến công mang nhiều tham vọng nhất của Pháp trong suốt quá trình chiến tranh xâm lược ở Đông Dương, để mong kết thúc chiến tranh trong danh dự, nhưng lại vấp phải một cách tiến công khác về tư tưởng ở những chiến sĩ của ta. Có một cái điều người ta thường nói là những người Hà Nội đi theo kháng chiến thì mang theo cái hào hoa của Hà Nội. Chúng ta kháng chiến toàn diện, kháng chiến đánh địch trên cả mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là văn hóa văn nghệ là một mặt trận và văn nghệ sĩ là cái chiến sĩ trên mặt trận đấy. Ở trên chiến khu Việt Bắc có một cái cuộc họp ra một cái nghị quyết chuẩn bị bước sang thời gian tổng phản công, đề nghị các nhạc sĩ, các văn nghệ sĩ sáng tác phục vụ. Lúc đó thì nhạc sĩ Văn Cao là phóng viên của báo Văn Nghệ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi cùng họa sĩ Tô Ngọc Vân tổ chức một cái cuộc triển lãm tranh. Những nét vẽ chuyển đến những thông điệp tích cực, tạo thêm động lực cho chiến sĩ qua mỗi trận chiến để làm tăng sức mạnh cho các mặt trận Sông Lô, Chiêm Hóa, Đông Khê, Thất Khê ác liệt. Ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh, khu đó có đệ tứ chiến khu Đông Triều cũ. Quân dân chính đảng mà muốn lên khu Việt Bắc thì phải qua khu vực Mai Chiêu. Cái vùng ấy là cái vùng ác liệt nhất trong thời gian chống Pháp. Căn cứ kháng chiến của tỉnh nhé, hay nổ những cái cuộc đấu tranh với bọn chủ Pháp. Địch nó nhảy dù, nó định trục bắt sống cơ quan lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh. Chứ vừa xuống một cái thì bị đánh ngay. Bộ đội ta đánh thì nó rút không ở trụ lại được. Chẳng hạn đang đi thế này, nó thấy mình tưởng là cán bộ bắt sống rồi nó đập chết ngay. Hồi đó thì không có sợ gì cả. Muốn sống để mà tiếp tục chiến đấu chứ. Lúc này, thực dân Pháp đẩy mạnh việc củng cố hành lang Đông Tây, đồng thời thực hiện kế hoạch mở rộng phạm vi chiếm đóng ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, củng cố tuyến phòng thủ biên giới Đông Bắc. Những sáng tác khác trong lòng các chiến sĩ Hà Nội tham gia kháng chiến vẫn tiếp tục và trở thành một phần không thể thiếu. Hà Nội vùng đứng lên, Hà Nội vùng đứng lên. Lần đầu tiên nghe hát người Hà Nội, tôi đã nghe thấy các đồng chí lớn tuổi hát, tôi cũng bắt chước tôi hát theo, thì thấy nó hay. Nhưng mà chưa hiểu Hà Nội nó là ở đâu hay là chỗ nào ra làm sao cả. Nhưng mà nghe nói là thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì mình thấy nó như là thiêng liêng, nó thấy như là tổ quốc ở đấy hay sao ấy. Trong kháng chiến gian khổ như vậy, những cái bài hát mà có tính chất động viên chiến sĩ, động viên nhân dân như vậy nó khích lệ. Thì cuộc chiến đấu giữ thủ đô kháng chiến cuối năm 1947, chúng ta đã đánh bài hẳn cái chiến lược đánh nhánh thẳng nhánh cho chiến Pháp và củng cố thủ đô kháng chiến để trở thành nơi là
ở đâu đó đồn chống nòi chống về Việt Bắc mà nuôi chị bé. Chúng ta bảo toàn được lực lượng kháng chiến, bảo toàn được chính phủ, cái cơ quan lãnh đạo, cái tiềm lực kháng chiến tiếp tục được huy động thì chúng ta chuyển cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới. Lúc này, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa vững mạnh dần, phá dần thế độc tôn của Mỹ. Dù Pháp quyết định chuyển hướng sang chiến tranh lâu dài, nhưng lực lượng quân đội ta ngày càng lớn mạnh trong nghệ thuật tác chiến. Nhạc sĩ Văn Cao rất là phấn khởi và ông sáng tác liền một lúc hai bài. Bài thứ nhất Tổng phản công, bài thứ hai là bài Tiến về Hà Nội. Và ngay cái đêm đầu tiên khi sáng tác hoàn thiện xong ấy, mang cái bài đó là phổ biến cho anh em. Lớp lớp đoàn quân tiến về, tôi nghe thì cái bài ấy là hồi đó là mình còn trẻ cũng mơ mộng là muốn về Hà Nội, cho nên là hay hát những cái bài đó. Và nhạc sĩ Văn Cao thì hoạt động ở Hà Nội trong rất nhiều năm, cho nên tất cả những cái góc phố, con đường, những cửa ô đi vào cái ký ức trong lòng của ông, cho nên là trong đầu ông đã hình dung tất cả những cái hình ảnh mà khi đoàn quân tiến về. Cảm thấy hình tượng rạo rực trong lòng như là mình đang đi trên Hà Nội với tiếng hò, tiếng reo chiến thắng của người dân. Như vậy là cái lực lượng quân đội của chúng ta đã lớn mạnh và đã có đủ sức để làm cái cuộc tổng phản công để về giải phóng thủ đô. Cái nét hào hoa về Hà Nội đã tạo đến một cái nét văn hóa kháng chiến. Họ được học tập, được thấm đẫm cái tinh thần, cái nhân văn, cái nét hào hoa Hà Nội thì được có những bài hát thôi thúc lòng người, những cái sự thẩm thấu của họ đối với cái cuộc kháng chiến của cả dân tộc. Thì cái văn hóa văn nghệ nó đã có cái tác dụng rất lớn. Đây là cổ vũ động viên tinh thần chiến đấu. Chính Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao đã nói lên được cái lòng mong ước, cái ý nguyện của mọi người. Nhiều người thích chứ, nó động viên mọi người chiến đấu, không ngại gì khó khăn gian khổ. Chiến bao nhiêu năm chiến đấu bây giờ muốn có một cái thủ đô giải phóng để nhanh chóng được trở về. Tại nước Pháp, phong trào đấu tranh chống cuộc chiến tranh của thực dân Pháp ở Đông Dương ngày càng dâng lên mạnh mẽ. Nhiều nghị sĩ trong Quốc hội Pháp lên tiếng công kích chính phủ theo đuổi cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Đông Dương. Dần dần, chúng ta có cái mối liên hệ mà cũng là do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đi Trung Quốc, Liên Xô thiết lập mối quan hệ ngoại giao, cũng được các nước công nhận và họ đã ủng hộ giúp đỡ chúng ta về mặt quân sự để chúng ta có cái điều kiện mở chiến dịch tiến công biên giới thu đông năm 1950. Là cuộc kháng chiến chúng ta chuyển sang cái giai đoạn là chúng ta hoàn toàn chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Hành quân lên Điện Biên Phủ vẫn đang là bí mật. Chúng tôi hành quân là hành quân ban đêm. Ở đấy thì làm con đường từ Tuần Giáo đi Điện Biên 92 km để đưa pháo vào. Không đưa được pháo vào thì không thể đánh được. Thì khó khăn lắm. Nhưng mà tất cả chỉ là bằng đôi tay. Dụng cụ nó không có gì ngoài thuốc xẻng, bê tông, sòi. Đôi khi mệt đấy, Nguyễn Thế Liên về Hà Nội, anh rất vui và anh đi nhiều điệu hò, khuấy động cái phong trào hò hội, hò hô. Là có động viên nhau hò, đèo cao thì mặc đèo cao, ta đi vượt núi còn cao hơn đèo. Tất cả những cái khi vào bộ đội rồi thì hát là hò hát, cho nên là rất vui. Chỉ từ thực tiễn thì mới có những bài hát như là hò kéo pháo của đội Nguyễn, hay từ thực tiễn thì mới có những cái bài là du kích sông Lô của Văn Cao. Và cùng từ thực tiễn cảm nhận được cái thắng lợi của cuộc kháng chiến trong giai đoạn tổng phản công thì Văn Cao mới biết được rằng tiến về Hà Nội. Và những bài hát đấy rõ ràng nó đã trở thành hiện thực. Chúng ta đưa pháo vào là hết sức bí mật, cho nên là tướng tá các cái loại của Mỹ, của Pháp đến thì nó cho rằng là cái khả năng của chúng nó là bất khả xâm phạm. Tôi có nhặt được cái truyền đơn theo của thằng Pháp giải là nó thách đại tướng. Tôi tưởng ông đã cho lính của ông ăn Tết ở Điện Biên Phủ rồi mà sau này vẫn chưa thấy gì. Tức là nó đang mong mình vào đánh cho Điện Biên tan tành. Lúc ta có pháo binh bắn vào Việt Nam thì nó không ngờ là Việt Minh lại có pháo binh thì nó đã thấy thất bại rồi. Trận tập kích vào sân bay Gia Lâm đã làm cho tinh thần binh lính của Pháp hoang mang, làm cho cái hệ thống tiếp tế của thực dân Pháp nó bị suy yếu,
và những cái trận đánh ở xung quanh thành Hà Nội cũng đã cho không để cho thực dân Pháp tập trung quân đi càn quét đánh phá ở nơi khác. Ngày 3 tháng 12 năm 1953, Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương, Henri Navarra, chính thức chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với các đại đoàn chủ lực của ta, xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Sang đến giai đoạn 3, tôi cũng được nhận của đại đội ấy, tổng tiến công thì phải lập tức là xung phong hướng thẳng về hầm Đờ Cát. Mùng 7, lúc đó là địch đã lác đác ra hàng, cho nên đại tướng hạ lệnh là không chờ trời tối nữa mà đánh ngay ban ngày. Địch nó ra hàng, kéo cờ trắng ra hàng các nơi đông lắm. Thấy địch ra hàng sướng rồi. Cuối cùng, tham vọng Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm để thu hút và nghiền nát đối phương của Bộ Chỉ huy Pháp đã bị chặn đứng. Tổ trưởng của cái tổ 1, tôi là tổ trưởng tổ 2. Anh ấy ôm rồi anh khóc, nhưng mà hai nữa là còn muốn đánh nữa. Bởi vì cái căm thù nó lên cao, mà mình chỉ mong thắng lợi thôi, thì mình đã thắng rồi. Chúng tôi reo lên là hết chặt rồi, được về nhà rồi. Và từ đó chúng tôi reo hò, nhưng mà nhìn thấy anh em đã chết, đã nằm đây vẫn còn nhớ lắm. Ở trên các chiến trường, những người lính của Trung đoàn Thủ đô đã tham gia các chiến dịch rất quan trọng, từ Việt Bắc Thu Đông cho đến biên giới, cho đến Tây Bắc, cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ, và họ đã cũng đã để thân mình, để cả phần xương máu trên các chiến trường, đóng góp phần thắng lợi chung của cả dân tộc. Cho nên hình ảnh của một Trung đoàn Thủ đô tiến về giải phóng, đấy là hình ảnh của một sự thắng lợi, nhưng đấy cũng là một kết quả của sự chiến đấu hy sinh của suốt cả cuộc kháng chiến trường kỳ của cả nước, trong đấy có Hà Nội. Mùng 7 tháng 5 năm 54 chúng ta chiến thắng Điện Biên, thì mùng 8 tháng 5 là hội nghị bước vào bàn về giải quyết chiến tranh Đông Dương, thì chúng ta hoàn toàn trên tư thế của người chiến thắng. Khởi đầu kháng chiến từ thủ đô Hà Nội, hành trình đoàn quân ta đi tìm hòa bình không hề dễ dàng trong suốt 9 năm dòng. Ngay cả khi Hiệp định Geneva được ký về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, công nhận độc lập của 3 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia, chấm dứt hoàn toàn chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương. Thế nhưng thủ đô Hà Nội của chúng ta vẫn chưa thực sự có hòa bình. 80 ngày này nếu không giữ được, thành quả để có một nền hòa bình sẽ bị đe dọa. Một lần nữa, quân và dân thủ đô phải tiếp tục đấu tranh trong bối cảnh mới để tiến tới tiếp quản thủ đô. Người Pháp có cho thi hành hiệp định gì? Cái điều là có thể họ vẫn giữ thủ đô không? Tráo trải như thế. Cho nên chúng ta phải dựa vào tinh thần hiệp định chúng ta đấu tranh. Họ mặc dù họ đã chấp nhận ký hiệp định, nhưng họ không phải là dễ dàng. Người ta để trao lại một cái thủ đô của một cái thuộc địa mà người ta nói là đẹp đẽ nhất của nước Pháp. Chỉ chúng ta tiếp quản thủ đô được một cách trọn vẹn, thì chúng ta mới đánh dấu được cái sự thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Và cái điều đấy nó thể hiện ngay từ câu nói của Bác Hồ khi nói với đại đoàn 308, trong đây có những chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô là các vua hùng đã có công dựng được, thì bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Theo các hiệp định đã ký kết tại hội nghị Ủy ban Liên hiệp đình chiến từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 10 năm 1954, chúng ta chuẩn bị nhận bàn giao các công sở, công trình lợi ích công cộng, các trụ sở quân sự của Pháp. Thì chúng tôi được lệnh để vào trước đóng ở trong các cái vị trí của địch ở với địch. Lúc đầu nó tuyên bố là nó sẽ phá cho tan tành, biến Hà Nội thành thành phố chết. Và chúng ta cũng đã phát động được nhân dân để đấu tranh lại những hành động phá hoại của Pháp và còn phản động. Ở mấy nước chiều mùng 8, mùng 8 áp trở đến mấy cái bao tải bột trắng trắng để quanh giếng nước lọc, thì công nhân phát hiện bảo ta là có thể đấy là thuốc độc, cho nên ta cảnh giác. Vì sau nó thấy ta động rồi thì nó cũng chuyển đi. Có rất nhiều những cái trường hợp ta đều đấu tranh được, cho nên không xảy ra gì trong suốt mấy ngày, bằng mọi hình thức ta giữ được thế thắng của ta. Nhất là cái đêm mùng 9 tháng 10 khi mà toán quân Pháp cuối cùng ra khỏi cầu Long Biên, thì Hà Nội bừng lên như một cái niềm vui vô tận. Nhân dân mặc qua áo quần đẹp rồi xôn xao đi làm cổng chào, trắng lên khắp nơi.
là tài hoa của nhạc sĩ Văn Cao, mà tiên đoán rất là đúng. Với cái sự thực hiện tại mà khi mà chúng tôi là con người thực trở về trên con đường Hà Nội. Tất cả nhân dân thủ đô đều hát vang cái bài đó ở các cửa ô để đón đoàn quân tiến về. Cái kiêu hãnh của mình ấy là lá cờ trên cột cờ tung bay phấp phới, thấy hãnh diện của một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đây giờ đi, tin chắc là cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chúng ta đã xác lập được thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái đấy chính là cái sự cơ sở pháp lý quan trọng nhất. Chúng ta khẳng định được cái sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp của chúng ta đã thành công. Ngày 10 tháng 10 lại khởi đầu cho một cái thời kỳ hòa bình còn kéo dài mãi. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội trở thành nơi hòa bình được bắt đầu. Từ đây mở ra con đường hòa bình vĩnh viễn cho dân tộc sau này. Và hôm nay, chúng ta vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, cho dù có những phức tạp. Chúng ta luôn hướng đến hòa bình, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ hòa bình để phát triển đất nước.